xin sư giảng về nhân tu tập của vị chứng sơ quả. Nó có một cái kẹt như vậy, là có nhiều người họ thấy rằng đó, một vị sơ quả mà đã diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì họ chỉ việc họ tu làm sao đó để họ họ diệt được mấy cái đó. Hoặc là một vị sơ quả có niềm tin bất động nơi Phật Pháp và Tăng thì họ thực hành như thế nào đó để mà họ có niềm tin bất động nơi Phật Pháp và Tăng thì họ cho rằng họ đã chứng sơ quả. Đấy, thì đó là những cái nó rất là kẹt. Bởi vì như hồi nãy nghe từ đầu cái buổi vấn đáp sư đã nói cho quý vị đó, rất khó để mà biết được là cái sở chứng của bản thân. Có nhiều khi cái giới hạnh chúng ta thanh tịnh, thậm chí chứng đắc thiền định nha, chứng đắc thần thông và giữ gìn chánh niệm trong suốt cuộc đời, không có bất kỳ một cái tâm ô nhiễm nào khởi lên, và chúng ta sống trong một cái trạng thái thanh tịnh của tâm suốt cả một đời, và chúng ta có niềm tin mãnh liệt nơi Tam Bảo, điều đó vẫn chưa thể nào nói lên rằng chúng ta có sự chứng đắc gì. Nó không đơn giản đâu, nó không đơn giản. Cho nên là đừng có quá tự tin, và để rồi chúng ta đi theo một cái vị thầy nào đó vỗ ngực xưng tên là tu theo phương pháp này phương pháp kia để mà chứng sơ quả thì coi chừng nha, tôi nói coi chừng. Thời nay thượng vàng hạ cám, mà vàng thì ít nhưng mà cám thì nó nhiều, cho nên là phải cẩn thận. Rồi nếu mà hỏi là nhân tu tập của vị chứng sơ quả, tức là một vị chứng sơ quả, vị ấy đã tu như thế nào để được cái việc là chứng sơ quả, thì thứ nhất là vị ấy phải thực hành tứ niệm xứ. Đó là điều chắc chắn. Phải thực hành tứ niệm xứ. Nếu như không phải là trong đời này thì cũng là trong các cái tiền kiếp, tức là trong kiếp quá khứ đã từng thực hành tứ niệm xứ. Phải thực hành tứ niệm xứ thì nó mới gieo cái nhân chứng đắc thánh đạo thánh quả. Còn cái việc chúng ta chứng bao xa đó, thì nó tùy thuộc vào hai việc. Thứ nhất là cái phước chúng ta đã tạo, mà tạm gọi là ba la mật ấy, chúng ta đã tạo nhiều hay ít. Nếu như chúng ta tạo ba la mật ít ấy, thì chúng ta khó mà chứng đắc các cái tầng thánh cao được. Đương nhiên là chứng sơ quả thì coi như khỏe rồi. Đấy. Cái thứ hai là do cái lời nguyện của chúng ta. Bởi vì có một số vị đó, ví dụ như là ông Cấp Cô Độc và Bí Sa Kha thì không có nguyện chứng A-la-hán. Đấy. Thì trong những trường hợp đó chúng ta có cái nguyện, ví dụ như chúng ta nguyện chứng sơ quả thì có thể là cái quả, cái phước của chúng ta đủ chứng A-la-hán. Nhưng mà do cái lời nguyện của chúng ta thì chúng ta chứng sơ quả thôi. Thì đó là những cái nhân tu tập ha. Sư tóm gọn lại, đầu tiên phải thực hành tứ niệm xứ. Phải thực hành tứ niệm xứ, không phải đời này thì cũng là do đời trước. Nhưng mà chúng ta không biết là đời trước chúng ta có tu hay không, thì tốt nhất là đời này chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Thì nó sẽ là cái nhân quan trọng đưa đến sự chứng đắc đạo quả. Cái thứ hai là phải vun bồi ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là cái phước, tất cả những cái điều thiện bằng thân, khẩu và ý nhằm mục đích hướng đến đạo quả giải thoát thì đó gọi là ba la mật. Và cái thứ ba đó là lời nguyện của mình. Ví dụ như tôi nguyện chứng sơ quả, do cái phước mà tôi đã làm ấy, tôi nguyện là tôi sẽ chứng đắc sơ quả, thì nó sẽ giúp cho chúng ta chứng đắc sơ quả.